Đến thời điểm hiện tại, các nhân tố của U20 Việt Nam một lần nữa trở thành nòng cốt cho đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự Asian 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc. Năm ở bảng đấu của Iran, Ả Rập Xê Út, hành trình tại đại hội lần này của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được nhận định là sẽ rất khó khăn. Cơ hội nào cho tuyển Olympic Việt Nam trước những Iran, Ả Rập Xê Út? Tại Asian 18 diễn ra ở Indonesia diễn ra cách đây 5 năm, đội tuyển Olympic Việt Nam từng tạo cột bốc mới khi vào tới vòng bán kết và chỉ chịu dừng chân tại đây khi đối đầu ông lớn Hàn Quốc tái lập thành tích này gần như là nhiệm vụ bất khả thi với đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại đại hội sắp tới ở Trung Quốc. Thời điểm đầu, đội tuyển Olympic Việt Nam chỉ tập trung với 11 cầu thủ, số cầu thủ còn lại sẽ tập trung sau khi đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024. Với quân số chỉ được một nửa lúc đầu đã ít nhiều gây khó khăn cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rèn rũa, xây dựng chiến thuật tuyển Olympic Việt Nam đã được bổ sung sau khi nhiều cầu thủ U23 Việt Nam hoàn thành các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2024. Theo đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã triệu tập thêm 12 cầu thủ cho đội tuyển Olympic Việt Nam. ACS 19 là sân chơi mang tầm cỡ châu lục, vì thế những chiến thắng sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam nâng hình ảnh lên một tầm cao mới. Không thể phủ nhận rằng, thành tích thứ tư ở ACS 18 của tuyển Olympic Việt Nam đã góp phần đưa vị thế của bóng đá Việt Nam lên. Quá trình chuẩn bị chuyên môn của Olympic Việt Nam gặp nhiều khó khăn và thách thức do lực lượng phân tán trong khi ngày khai màn ASIAD 19 đang cận kề. Rất may là khá đông cầu thủ trong đội hình Olympic Việt Nam lần này đã có thời gian gắn bó với nhau trong quãng đường khá dài. Từ vòng loại U20 châu Á 2023 cho đến vòng chung kết U20 châu Á 2023, giải U23 Đông Nam Á 2023 và vòng loại U23 châu Á 2024 vừa xong. Đây là những khoảng thời gian giúp các cầu thủ Olympic Việt Nam hiểu nhau hơn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam không đặt nặng thành tích cho Olympic Việt Nam tại ACH 19. Mục tiêu chính được đề ra là nhằm giúp cho các cầu thủ có cơ hội thi đấu cọ sát nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh trận mặt cũng như chuyên môn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường phía trước với đích nhắm là đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thành tích tại ACH 19 chính là thước đo cho năng lực chuyên môn, sự tiến bộ của các cầu thủ trong định hướng phát triển. Vì thế, Olympic Việt Nam chắc chắn không muốn rời Trung Quốc ngay sau vòng đấu bảng dù phải đối đầu những hòn đá tảng như olympic iran hay olympic saudi ả rập ít nhắm thiết thực nhất với đoàn quân của huấn luyện viên hoàng anh tuấn tại vòng bảng là một trong những vé cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất muốn hiện thực hóa mục tiêu này olympic việt nam cần phải quyết tâm thắng đậm olympic mông cổ trong ngày đầu gia quân đây là đối thủ được nhận định khá yếu nên nhiệm vụ ấy như là mệnh lệnh phải thắng với đoàn quân của ông hoàng anh tuấn nếu thắng mông cổ olympic việt nam sẽ dễ dàng tính toán cho hai trận đấu sau đó tại kỳ đại hội năm nay diễn ra ở trung quốc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đăng ký một đội hình rất trẻ. Olympic Việt Nam chính là đội có độ tuổi trung bình thấp nhất tham dự giải. Trong danh sách được triệu tập lần này có 17 trên 24 cầu thủ chỉ từ 20 tuổi trở xuống và hàng tiền vệ đều 19 đến 20 tuổi. Cầu thủ lớn nhất trong đội hình là thủ môn Đỗ Sĩ Huy mới 25 tuổi. Trong khi đó, nhân tố trẻ nhất của đội là Nguyễn Công Phương cũng mới bước qua tuổi 17 vài tháng. Điều quan trọng với chiến lược gia người Khánh Hòa và các học trò chính là những bài học kinh nghiệm thu được từ ACS 19 này các cầu thủ cần được thử sức nhiều hơn trước những đối thủ quốc tế va chạm với cường độ tăng dần ở các mặt trận từ khu vực đến châu á được chơi bóng ở tầm châu lục kinh nghiệm cọ sát quốc tế của các cầu thủ trẻ sẽ được nâng cao theo quy định của ban tổ chức ACH 19 mỗi đội được đăng ký tối đa 22 cầu thủ theo điều lệ giải mỗi đội tuyển được phép chọn lựa tối thiểu 19 cầu thủ u23 và tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi nên đội sẽ chia tay hai cầu thủ trước khi lên đường sang Trung Quốc tham dự ACH 19 vào ngày 16 tháng 9 với tính chất của các trận đấu tại vòng bảng Cup 2023 có sự khác nhau nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có những tính toán hợp lý ở hàng công của Olympic Việt Nam, đảm bảo sự trơn tru, hiệu quả ở sân chơi châu lục. Kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam Cup 2023 đưa Olympic Việt Nam rơi vào bảng đấu tương đối khó khăn khi ngoài Mông Cổ được xem là vừa miếng thì Iran, Ả Rập Xê Út rất mạnh. Cũng vì tính chất, độ khó của các đối thủ của Olympic Việt Nam khác nhau nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ lên kế hoạch nhân sự chuẩn bị đấu pháp cho từng trận đấu để làm sao có được kết quả khả quan. Cần nhấn mạnh rằng, mục tiêu của Olympic Việt Nam là vượt qua vòng bảng nên khâu tấn công được quan tâm rất nhiều. Lúc này, trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có 4 tiền đạo gồm Nguyên Hoàng, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Vĩ Hào và Mạnh Dũng. Tuy nhiên, cơ cấu hàng công có thể thay đổi, bởi vào ngày 16 tháng 9, Olympic Việt Nam sẽ gút danh sách từ 24 xuống 22 cầu thủ và như vậy sẽ có hai người ở nhà. Về cơ bản, với quân số 4 tiền đạo, hoặc ít hơn, sau khi đóng khung danh sách dự ACS 2023, Olympic Việt Nam sẽ có nhiều sự lựa chọn trên hàng công. Nhưng với tính toán, trận gia quân gặp Mông Cổ và mệnh lệnh phải thắng thì nhiều khả năng Olympic Việt Nam sẽ đá hai tiền đạo. Nhờ đó, Mạnh Dũng và Thanh Nhàn đang có nhiều cơ hội chắc xuất đá chính ở trận gia quân gặp Mông Cổ. Mạnh Dũng nhờ sự đa năng và từng chơi tiền đạo, có kinh nghiệm trận mạc và là một trong hai cầu thủ lớn tuổi góp mặt ở Olympic Việt Nam nên được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh trên tuyến trên. Trong khi đó, Thanh Nhàn với tầm hoạt động rộng, có thể đá ngay sau lưng Mạnh Dũng để phát huy những pha đi bóng tốc độ, xử lý kỹ thuật của mình. Ở cấp câu lạc bộ, Thanh Nhàn thường xuyên đá hộ công trong màu áo PVF Công an nhân dân và anh đã trở thành vua phá lưới giải hạng nhất 2023. Bên cạnh đó, trong trận đấu cần phải tấn công và ghi thật nhiều bàn thắng thì biết đâu trong hiệp 2, Vũ Hào hay Quốc Việt sẽ được tung vào sân để tạo khác biệt về tỷ số. Quốc Việt từng được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tung vào sân rất nhiều trận tại giải U23 Đông Nam Á 2023 và chân sút của Hoàng Anh Gia Lai đã chứng minh được sự hiệu quả với khả năng tạo đột biến, dứt điểm đa dạng của mình. Có thể thấy, trận mở màn Olympic Việt Nam sẽ đã áp đặt tấn công chủ động nhưng đến các trận sau gặp Ả Rập Xê Út hay Iran thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ phải có những điều chỉnh nhân sự tuyến trên. Olympic Việt Nam khó có thể đá đôi công bởi đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều thế nên phương án phòng ngự phản công cũng là điều dễ hiểu nếu đá phòng ngự phản công thì Mạnh Dũng dường như được đánh giá cao nhất trong vai trò tiền đạo duy nhất. Mạnh Dũng không chỉ mạnh trong khâu xoay trở với các trung vệ cao lớn mà khả năng phòng ngự từ xa, không cho đối thủ phát triển bóng ngay sân nhà của anh rất đáng gờm. Trước đây ở Việt Theo, Mạnh Dũng từng được xếp đá trung vệ, hậu vệ biên nên anh có kỹ năng đánh trận rất tốt. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Mạnh Dũng từng nhiều lần được xếp đá tiền đạo cắm ở U23 Việt Nam nên rõ ràng giải pháp để tiền đạo người. Thái Bình đá cao nhất trên hàng công trong hai trận đấu với các đối thủ rất mạnh là Ả Rập Xê Út hay Iran là khả dĩ. Olympic Việt Nam từng gặp một số trục trặc khi tiền đạo Minh Quang ban đầu không có tên trong danh sách. Đăng ký sơ bộ hay Tiến Dũng phải ở nhà vì khâu giấy tờ nên chỉ có hai cầu thủ lớn tuổi là thủ môn Sĩ Huy, Mạnh Dũng góp mặt. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng cho hàng công, Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể lên đường sang Trung Quốc dự ACS 2023 với niềm lạc quan lớn vượt qua vòng bảng. Về lực lượng, trước giờ lên đường dự ACS, đã có hai cầu thủ cuối cùng nói lời chia tay Olympic Việt Nam là thủ thành Đoàn Huy Hoàng và tiền vệ Nguyễn Công Phương, đều của câu lạc bộ Việt Theo. Quyết định của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không làm nhiều người bất ngờ. Trong khung gỗ, Đỗ Sĩ Huy và Quan Văn Chuẩn vượt trội so với các đàn em về cả năng lực lẫn kinh nghiệm trận mặt. Ở thời điểm này, Quan Văn Chuẩn không có phong độ xuất sắc và Đỗ Sĩ Huy cũng không thể cạnh tranh với Philip Nguyễn ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Bù lại, họ vẫn cho thấy rằng mình là những người gác đền đáng tin cậy. Trong khi đó, Việc Công Phương bị loại là điều được dự báo từ trước. Tiền vệ này là ngôi sao sáng ở lứa tuổi 17, nhưng ở một giải đấu lớn như AFC, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn còn nhiều lựa chọn đáng tin cậy. Ngay từ khi Olympic Việt Nam mới tập trung, Công Phương được nhắc đến như cái tên có thể phải chia tay đồng đội, trừ khi ban huấn luyện muốn tạo ra khác biệt. Danh sách Olympic Việt Nam dự AFC 19 gồm: Ở vị trí thủ môn là hai cái tên Đỗ Sĩ Huy, Cao Văn Bình, Quan Văn Chuẩn. Vị trí hậu vệ gồm có Nguyễn Hồng Phúc, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng, Phan Tuấn Tài, Võ Minh Trọng, Nguyễn Đức Anh. Các tiền vệ của Olympic Việt Nam tham dự Asian 19 gồm: Nguyễn Đức Phú, Đinh Xuân Tiến, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Thái Sơn, Trần Nam Hải. Olympic Việt Nam dự Asian 19 sẽ có tiền đạo gồm: Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Đình Bắc, Bùi Vĩ Hào. Thay cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận đấu mở màn gặp Mông Cổ vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 9. Đến ngày 21 tháng 9, tuyển Olympic Việt Nam sẽ chạm trán Iran lúc 18 giờ 30 phút và cuối cùng là gặp đối thủ Ả Rập Xê Út vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9. Tham dự môn bóng đá nam tại AFC 19 có tổng cộng 23 đội tuyển được chia vào 6 bảng, 5 bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Hai đội nhất, nhì tại mỗi bảng và bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong 6 bảng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội, vòng 1 trên 8. Các trận vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 9. Vòng 1 phần 8 diễn ra vào ngày 26 đến ngày 27 tháng 9. Các trận tứ kết được tổ chức vào ngày 30 tháng 9. Hai trận bán kết diễn ra vào ngày 3 tháng 10. Trận tranh Ết Hương Đồng và Huy Trường diễn ra vào ngày 7 tháng 10.